các bạn, ngày hôm nay anh giới thiệu với các bạn là anh Đức Hải. Mọi người đều biết anh Đức Hải là rất là nổi tiếng trong rất nhiều bộ phim và có những đóng góp cực kỳ là coi như là tuyệt vời cho ngành thời trang. Anh là bắt nguồn là siêu người mẫu, rồi làm việc cho thương hiệu thời trang Milano, rồi làm việc với cả những cái brand nổi tiếng như là Dolce & Gabbana, rồi tất cả những cái nổi tiếng. Anh đã từng sang Italy và nhiều nước khác để buyer mua những cái mặt hàng về để giới thiệu cho người Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh mời anh đến để anh giúp cho các bạn trước mặt ống kính. Thì mình nghĩ rằng là các bạn có rất là nhiều những cái thiếu kinh nghiệm trong cái việc này, thì ngày hôm nay là để chuẩn bị sẵn sàng cho các bạn vào trong những cái thử thách tiếp theo, thì anh Đức Hải nhờ anh sẽ giúp các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì được sự tin tưởng của huấn luyện viên Hà Anh, thì anh hôm nay tới đây chủ yếu là để chia sẻ về kinh nghiệm của anh với hơn 30 năm làm trong ngành người mẫu và thời trang. Thì anh sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm như thế nào để mình có thể phân biệt ra được là sự khác biệt giữa một người mẫu để làm TV commercial và chụp hình quảng cáo với một người diễn viên làm một cái phim commercial và chụp hình quảng cáo. Thì đôi khi anh biết là các bạn có thể là làm nhiều ngành nghề khác nhau, đúng không? Có những bạn đã từng làm model, có những bạn làm diễn viên. Tuy nhiên, để mà phân biệt được điều này thì không có mấy người có thể phân biệt được điều này. Chỉ khi mà các bạn phân biệt được điều này là các bạn phải trải qua nhiều kinh nghiệm và nhiều năm trong nghề. Và cái tư duy của chúng ta phải muốn phát triển theo nghề này theo một cái bậc cấp tiến cao hơn, thì lúc đó các bạn mới đầu tư vào nhiều hơn để các bạn hiểu ra được điều này. Thì ngày hôm nay anh sẽ giúp cho các bạn làm như thế nào để hiểu ra được nhanh hơn. Rồi, cảm ơn anh. Thank you. Thank you. Rồi. Một cái commercial mà làm theo kiểu phim dành cho actor như thế nào? Một cái commercial dành cho một người mẫu như thế nào? Chụp hình cho actor thì người ta cần như thế nào? Và chụp hình cho người mẫu là như thế nào? Để khi mà tụi em có một cái challenge, tụi em biết ngay lập tức mình phải cần làm cái gì trong cái challenge này ha. Đầu tiên, phim commercial thì nó phải dài hơn cái commercial của quảng cáo bình thường. Thì thường acting commercial thì nó chỉ dành cho những nhà gọi là khổng lồ. Mình dùng từ khổng lồ ở đây là người ta phải có cái số tiền để người ta trả cả một phút quảng cáo ở trên TV. Thì cái đó chỉ có thí dụ giống như là những nhà giống như là Heineken, những cái giống như là Chanel, Gucci, Dior thì người ta mới đủ cái số mà tiền finance người ta mà để người ta đầu tư invest vô một cái đoạn phim quảng cáo. Hiện bây giờ em thấy ngay cả Chanel, Dior hoặc là các nhà quảng cáo lớn hiện bây giờ người ta rất thích cái dạng mà phim commercial, chứ người ta không thích gọi là quảng cáo bình thường nữa. Vì cái đó nó thể hiện được cái đẳng cấp. Thứ nhất là cái gì? Người ta chuyển tải được một cái câu chuyện trong cái collection người ta muốn đưa ra. Thí dụ người ta sẽ chọn một cái diễn viên là nàng thơ của Chanel của mùa này. Em thấy Chanel là một cái điển hình, hoặc Dior là một điển hình. Toàn là họ chọn những cái gương mặt diễn viên nổi tiếng trên thế giới và họ chọn nàng thơ vào. Xong sau đó họ sẽ create một cái phim khoảng chừng 1 phút 30 giây để họ làm cái quảng cáo, tốn cực kỳ nhiều tiền. Thì đây là anh gọi là phim commercial về quảng cáo. Với cái người mẫu mà người ta chọn như vậy thì người ta đòi hỏi, thứ nhất, khi mà người ta đã chọn một diễn viên mà nổi tiếng thì đòi hỏi đầu tiên là cái người đó phải có talent, đúng không? Cái thứ hai là cái người đó phải có character. Đặc biệt rằng em để ý đi, Chanel hoặc là các nhãn hiệu lớn trên thế giới, khi người ta chọn diễn viên không phải là diễn viên nổi tiếng nào người ta cũng chọn đâu. Không phải a thousand famous actor, actress của Hollywood, người ta có thể người ta không chọn. Nhưng mà người ta chọn một cái diễn viên rất nổi tiếng nhưng mà ở cái phim đó là phim art chẳng hạn. Hoặc là chọn nổi tiếng vì cái gương mặt của cái cô đó thật sự là đặc biệt chẳng hạn so với tất cả các thị trường. Thì nó nói lên cái câu chuyện của một cái thương hiệu đó nó như thế nào, nó phù hợp. Thì người ta sẽ chọn là talent cộng với lại cái character của cái người diễn viên. Có những người mẫu thì chụp hình commercial cực kỳ tốt nhưng mà vô phim thì đóng phim không được. Thì cái việc đó nó rất là quan trọng trong cái buổi ngày hôm nay. Anh sẽ chia sẻ hết cho tụi em biết được rằng
khi chúng ta đứng trước một buổi photoshoot cho fashion hoặc là commercial thì chúng ta cần những cái điểm gì để chúng ta nổi bật? Và khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta được làm trong một cái phim ngắn, tại vì commercial nó có nhiều loại commercial. Ví dụ commercial mà đóng một cái short film quảng cáo, nhưng mà nếu mà cái short film quảng cáo đó nó liên quan, ví dụ em đã từng coi, ví dụ Heineken. Heineken nó sẽ làm một cái short film, nó giống như một cái movie. Khi một cái anh, người ta sẽ chọn một anh tài tử giống như Brad Pitt là sẽ làm commercial cho Heineken chẳng hạn, thì họ sẽ dùng cái talent của anh Brad Pitt đó là acting theo kiểu movie, thì họ sẽ làm một cái suit movie về commercial. Còn nếu mà họ dùng một cái anh model chẳng hạn, thì thí dụ Dolce & Gabbana thì thường, hoặc là Giorgio Armani thì thường dùng cho anh model, thì cái look của họ cần là model look, và cái cần photoshoot theo kiểu model hoặc shooting theo kiểu model. Thì hai cái này anh sẽ chỉ cho tụi em về kinh nghiệm của anh. Thì khi mà bên ban giám khảo đưa ra một cái thử thách, thì các em phải đánh giá được, đầu tiên của chúng ta muốn chiến thắng trong tất cả các thử thách thì chúng ta phải làm như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta phải dùng tư duy của chúng ta để chúng ta hiểu được ngay vấn đề của phía bên ban giám khảo hoặc nhà tổ chức đưa ra đó là cái gì. Thứ hai, chúng ta phải rất là nhanh, chúng ta phải đầu tư tư duy của chúng ta để hiểu được mỗi một cái commercial nó khác nhau như thế nào. Ví dụ bây giờ anh nói là một cái commercial rượu mặn, whisky chẳng hạn, thì người ta cần cái nét nó giống như James Bond, một cái nét rất là lịch lãm và gentleman. Nhưng mà khi mà người ta cần một cái sản phẩm về bia thì bia thì lúc đó nó cần có một cái sự gọi là trẻ trung hơn, nó năng động hơn một chút, và nó phải mang cái tính chất gọi là thương mại nhiều hơn. Thương mại nhiều hơn ở đây là sao? Sản phẩm, thí dụ một cái sản phẩm nào mà em đánh giá rằng cái sản phẩm đó được đại trà nhiều người, thì khi mình làm như thế nào, cái gương mặt của mình phải catch được cái eye của đại trà, cái số lượng người, và nó phải hợp với lại cái tiêu chí của bên ban tổ chức đưa ra cái câu chuyện là như thế nào. Khi mà em thấy trong một cái buổi quảng cáo, cái người mà supermodel, người ta automatically người ta cần phải biết là tôi phải pose như thế này, tôi phải pose như thế này, tôi phải pose như thế này, cái dáng tôi phải như thế này. Cái động tác tay chân người ta cũng không có thừa thải. Thí dụ giống như là những cái dáng đơn giản, khi mà tụi em chụp lookbook chẳng hạn, giữa cái người lookbook bình thường thì đứng như vậy hả? Nhưng mà cái người model mà chuyên nghiệp mà chụp hình lookbook thì người ta đứng, mắt người ta phải catching với lại cái camera, người ta phải acting như thế nào, người ta biết cái điểm mạnh ở ankle, cái thí dụ bên này của người ta đẹp, thí dụ bên này người ta đẹp, cái mắt của người ta là cái thế mạnh của người ta, nhìn để connect people. Khi mà em chụp á, cái người lookbook bình thường chụp, còn cái người á mà gọi là very good mà professional thì người ta look strong. Look là giống như connect với lại cái người mà look vô cái camera, giống như em đang connect với cái người mà đang nhìn em. Tại sao khi mà em mở một cái magazine ra, một cái người supermodel nó take picture khác với một người model bình thường? Người supermodel luôn luôn người ta nói là cái thần thái. Tại sao cái thần thái nó ra? Từ cái ánh mắt, cái body nó ra. Khi mà em biết là cái body của em nó đẹp như thế nào, thì lúc đó thí dụ chỉ cần một cái dáng đứng rất là đơn giản bình thường như vậy thôi, chứ không cần phải làm quá lên giơ tay lên giơ chân lên như thế này rồi mới là đẹp, mà em chỉ cần đứng đơn giản thôi nhưng mà nó đúng theo cái chủ đề của cái món đồ em thể hiện, hoặc đúng theo cái câu chuyện của cái người mà người ta muốn cởi gắm, là cái nhà mà quảng cáo, thì lúc đó tụi em sẽ ăn đẹp. Bây giờ chương trình là Next Gentleman. Gentleman của tụi em là act gentleman, talk gentleman, behave gentleman. Khi mình acting trên phim cũng gentleman, tại vì đây là cái chương trình, tiêu chí của chương trình. Quay phim quảng cáo cũng gentleman. Thì thế nào là gentleman? Tập cầm cái chai gentleman, drink gentleman, talk gentleman. Khi mà bạn diễn của mình đối xử với bạn diễn của mình trong một cái scene cũng vậy. Khi mình làm việc với bạn mình trong cái scene, hoặc là có cái tương tác acting trong cái scene, mình cũng phải tỏ ra là gentleman. Thì lúc đó mình mới là gentleman được. Còn mình gặp pretend, mình giả bộ làm gentleman, thì trong cái đoạn giả bộ đó đó, khi mình làm á, mình giả bộ thì có lúc mình nhớ, có lúc mình quên, thì chắc chắn nó sẽ lòi ra. Còn nếu mà thực sự mà em muốn gentleman thì em phải tạo ra một cái thói quen từ ngày hôm nay. Em uống một ly nước, em ăn, em nói, em phải biết rằng gentleman cần phải làm gì.
Thì lúc đó tới khi mà em vô trong cuộc thi rồi, cái đó nó trở thành thói quen của em. Mở cái cửa, không phải là mở cái rầm, không phải đi cái đá cái giỏ, hay là thấy cái ghế như vậy, nhích cái ghế, nhích như vậy. Đó, thí dụ như vậy là tất cả những cái đó nếu mà lọt vô mắt của giám khảo thì cái đó là em đã rớt điểm hết. Thành ra khi mà mình muốn mà tạo cho mình một cái phong thái cho mình phải như thế ha. Rồi bây giờ mình đã nói So if you want to act in a commercial in a gentleman way, first of all you have to practice, for example, holding the product in a gentleman way. You look at people in a gentleman way, you talk to people in a gentleman way, you stand in a gentleman way, you interact with people in a gentleman way. And the way to do it is to really practice and be a gentleman yourself. Because if you act to be a gentleman somewhere along the line, when you lose it, people know that you're faking. So from now on, from today, in high, I want you to practice whatever you do, think and try to do it in a gentleman way. The way you open the door, the way you move the chair, the way you sit down, the way you hold your drink, the way you hold your posture in a gentleman way. Because the audience or the camera or the they're everywhere. Judges, anyone. Anyone, everywhere. At any time. I know you have a bad back, right? You have a sore back. But if you sit like this at some point, people will know you're not a gentleman. You're not a exactly. A exactly. You can have doesn't look like in your body, but you stand like a gentleman and nobody would even know. So this is a spirit of a true gentleman, is that you, doesn't matter what goes on with your day, if you are sad because your mom can be sick, you don't show it. That's true. It is in your heart, but you don't make it affect everything else around you. Maybe your girlfriend might have argument with you. It doesn't matter. You are here. You can behave accordingly. You feel your pain in a gentleman way, and you don't show it. Cái này mình gọi là professional. Khi mình be professional, những cái emotion của mình đó, mình phải hiding behind. Tại vì khi mà em làm việc với các brand, em không thể nào đưa một cái mặt nặng nề tới, hôm nay tôi bị bệnh, hôm nay tôi có vấn đề ABC. Tất cả các nhãn hàng người ta không muốn nghe. Người ta muốn nghe rằng, ok, hôm nay em tới đây em làm việc vậy, em làm việc bằng cái năng lượng của em, làm sao cho chúng tôi thấy là em là một người chuyên nghiệp, vì tôi trả tiền cho điều đó. Họ không care. Mà bây giờ mình cũng đừng có bao giờ là nói là ôi sao mà không có tình người rồi, tại sao bạn như thông cảm này. Tại vì nếu mà người ta thông cảm em rồi, một cái team mà người ta ngồi chờ đợi đó bao nhiêu tiếng đồng hồ vì cái sự thông cảm, vậy em có thông cảm với họ không? Nếu em thông cảm thì em sẽ không bao giờ có những lý do như vậy. Qua cái phần gọi là commercial, thì commercial là gì? Commercial là khi mà em acting thì em không cần phải làm ra vẻ mình quá sang trọng để cái sự khác biệt giữa mình với lại những cái người bình thường. Tại vì sao? Mình càng đẩy cái sang trọng mình lên quá cao thì nó sẽ bị chênh với lại vấn đề con người của xã hội. Nếu mình muốn quảng cáo của bia thì mình cần phải thân thiện, cởi mở, là một người gentleman, nhưng mà một người gentleman theo cái năng lượng trẻ trung hơn, và nó phải cởi mở hơn, vui vẻ hơn một chút. Thì gương mặt, cái thần thái của mình phải thân thiện, vui vẻ, nhưng mà cái cử chỉ của mình là một cử chỉ gentleman, là khi mình cầm cái chai bia mình uống, mình phải uống sao cho nó đẹp, nó uống đẹp mà cái cử chỉ mình nó phải thanh lịch. Thì cái đó là cái gentleman của một cái sản phẩm commercial. Không có nghĩa là bây giờ giống như anh, thí dụ bây giờ anh cầm cái ly whisky hay anh cầm cái điếu xì gà thì anh cầm cái điếu xì gà nó khác. Mình là gentleman kiểu James Bond hay là businessman when you smoke cigar, right? Hoặc là khi mà em cầm một cái ly rượu mà whisky, dĩ nhiên cái whisky nó dành cho những cái quý ông khi mà uống, thì cái whisky em phải cầm cái ly nó khác. Nhưng mà cái mặt của em nó phải tỏ ra hơi cool một chút xíu ha. Phải là sang trọng, đẳng cấp. Em phải set luôn cái đẳng cấp cao lên một chút. Vì những cái sản phẩm giống như em đi quảng cáo một chiếc xe Rolls Royce. Khi mà em quảng cáo một chiếc xe Rolls Royce, em ngồi trên chiếc xe Rolls Royce, em phải act giống như em là một người triệu phú hoặc một người tỷ phú em ngồi trên chiếc xe Rolls Royce. Em quảng cáo một chiếc đồng hồ
Thí dụ bây giờ anh nói là Patek Philippe chẳng hạn, một cái chiếc đồng hồ cực kỳ đắt tiền thì em phải rất là lịch lãm, sang trọng, dù cho em nhẹ nhàng nhưng mà cái nét mặt của em nó phải sang trọng, làm thế nào người ta thấy đúng là đẳng cấp của một nhà triệu phú khi xài cái sản phẩm đó. Vì ngay cả bản thân cái brand nó cũng không cần thân thiện với nhiều người quá. Thân thiện ở đây là nó thân thiện với cái người tầng lớp giàu đủ khả năng trả tiền cho nó, chứ nó không có cần thân thiện với tầng lớp mà nhiều người, quần đại chúng. Thành ra vấn đề đây, chúng ta phải biết rằng uống một cái bia, bởi vậy thông minh ở chỗ là chúng ta uống chai bia acting thân thiện kiểu gentleman nhưng đại chúng. Đối với lại một người model hoặc là một người actor, khi người ta nhận một cái sản phẩm commercial thì người ta phải đưa cái sự friendly thân thiện ha, thân thiện, trẻ trung, năng lượng nhưng vẫn lịch lãm để lấy lòng đại chúng. Và quan trọng nha, những cái nụ cười ở trong những đoạn commercial cho đại chúng cực kỳ quan trọng. Không cần cười to, cũng có thể là cười mỉm, cười gợi cảm, nhưng mà những đoạn cười là những cái chìa khóa mà em lấy lòng đại chúng. Smile in a commercial, commercial product is the key. You don't have to smile really big, but you need to charming smile. Tươi, cười mỉm là người ta đã đủ thấy là ánh mắt mình cười là cười từ mắt, từ miệng. Not only your lips, eyes and lips together to connect people. Ví dụ giờ em nhìn lại, ví dụ đây là một cái nụ cười, ví dụ cười em cứ cười thoải mái, ví dụ có cái chuyện gì vui. Nhiều cái nụ cười sẽ khác nhau, ở cử độ miệng em sẽ khác nhau. Em không cần phải đứng như vậy nè. No. No. À, ví dụ cười thẳng ra, cười ví dụ. Đó, một, cười rộng miệng ra luôn. Hai, ví dụ em cười. Ba, em cười mỉm lại nhỉ. Đó, ví dụ em cười sảng khoái. Đó, em cứ cười sảng khoái là em cứ cười rộng miệng ra, nhưng mắt phải cười. Mắt quan trọng. Không thể nào em cười cái khẩu miệng mà cái mắt em không cười. Thí dụ em cười như này, thí dụ mắt em nhìn cái miệng em cười vậy mà mắt em không cười, nó kỳ lắm. Mà em phải cười là miệng và mắt phải connect nha. Đó là cái cách cười, đúng không? Khi cười rộng hay là cười mỉm hay cười bất cứ một điều gì, nếu mà em cười rộng thì cái mắt của em nó phải có một cái nét mừng rỡ vui vẻ nhiều hơn. Cười mỉm thì cái mắt của em nó tươi hơn một chút. Mỗi một cử độ khác nhau. Bây giờ đầu tiên tụi em muốn tập, tụi em nhìn vô kính nè. Rồi bây giờ khi mà tụi em cười xong rồi tụi em nhìn vô, tụi em có thấy mắt anh cười không? Nếu mà chưa thấy mắt cười là mình phải connect với con mắt mình. If you want to smile, nice smile, you have to think like somebody on front of you. You smile with your friend, or you smile with your girlfriend, or whatever. You smile with your mom, whoever make you happy. Look like, and look and imagine. Okay. Không phải, tụi em mà muốn có cái nụ cười đẹp á, khi mà tụi em đứng trước camera thì tụi em phải tưởng tượng cái camera đó là một cái người mà thường xuyên mang lại cái nụ cười cho em. Nghĩ về mẹ của em. Nếu mà mẹ của em là người ưa làm cho em cười, nghĩ về bạn gái, nghĩ về người yêu, người whatever, nghĩ về cái người nào mà đằng trước em mà thường làm cho em cười, thì nghĩ về điều đó. Rồi, và cái thứ hai nữa, nghĩ về những cái gì thường làm cho em mắc cười. Thí dụ em coi một cái đoạn phim hoạt họa nào thường làm cho em cười được, thì em nghĩ về cái điều đó. Rồi, nếu mà em nghĩ về con chó nhà em nó ưa chạy chạy, nó làm những cái trò buồn cười, thì em cứ nghĩ về nó. Đó, có nghĩa là mình nghĩ về những cái gì mà có thể mang lại nụ cười trước mặt mình. Và cái đó chính là cái camera. Mình nghĩ cái camera thành cái đó để mình cười. Rồi, ok.
Bây giờ trước mặt em ở đây, em cứ nghĩ trước mặt em ở đây là cái thứ sẽ làm cho em happy. Để em mỉm cười. Ví dụ happy là như vậy nè. Người yêu mới nói là trời, mới nhắn là anh ơi, tối nay em gặp anh được không? Anh em nhớ anh quá. Rồi thì lúc đó là thường á là người yêu mà nói như vậy á, thì mình chỉ cười mỉm mỉm thôi, giống như mình đang nhắn tin, mình nhận được tin cái mình cười nhẹ cái. Thường là như vậy đúng không? Tâm trạng của người khi yêu. Rồi bây giờ em suy nghĩ rằng bạn của em chọc lét của em mắc cười quá, hoặc là ai mà nói một cái câu chuyện gì em mắc cười quá, em cười cười lớn lên thôi coi đó. Thí dụ giờ trời nãy giờ mắc cười quá, trời cái anh này anh khùng quá, trời anh làm những cái điều vậy đó, trời tại sao anh khùng như vậy, cười lên. Smile like you're a winner. Like smile like that. You're a winner. You smile like that. You know. Don't be shy. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ giống như là có một cái công ty quảng cáo nào nói là à ok em đã trúng quảng cáo được 2 tỷ. Thì đó cười đó. Có nhiều cái nụ cười khác nhau thì mình phải tưởng tượng. Em hiểu không? Có nghĩa là tất cả những cái gì mình diễn, mình phải tưởng tượng ra điều đó là sự thật. Thì em mới cười thật. Chứ nếu mà em mà cứ tưởng tượng giả là cái nụ cười em sẽ cứng. Đó. Thí dụ nếu mà gọi là yêu, thì khi yêu gặp người yêu cười kiểu gì, thì khi mà một cái đề tài đưa ra là em phải nghĩ tới người yêu liền, để cho em cười cái nụ cười đó đúng với lại những cái emotion của em phía trong. Đó đấy chứ. Bây giờ em thấy không, cái nụ cười mà khi mà em trúng giải thưởng á, em cười tươi như thế nào, nó tự nhiên thế nào. Thì lúc mà khi mà bên ban giám khảo nói là cho một cái challenge em phải cười tươi lên, thì em nghĩ ngay là cái lời anh Hải nói, trúng một cái quảng cáo 2 tỷ phải cười như thế nào. Đó đúng không? Đó, phải là như vậy. Rồi bây giờ practice đi. Là luôn luôn nhớ nha, mỗi một nụ cười nó sẽ khác nhau. Nếu mà chúng ta khi yêu, tâm trạng mới yêu, chúng ta cười kiểu gì? Chúng ta có một cái sự kiện gì đặc biệt trong cuộc đời. Thí dụ giống như là bạn gái nói là muốn... Em bị cái chủ nghĩa gọi là TikTok với lại cái chủ nghĩa của Facebook nhiều quá. Có nghĩa là tại sao anh nói là chủ nghĩa TikTok hay chủ nghĩa Facebook? Chủ nghĩa TikTok và chủ nghĩa Facebook là người ta yêu cầu tụi em ưa dùng app rồi dùng gì để chỉnh ảnh, hoặc là muốn cái sự hoàn hảo 100%. Nhưng mà em không phải lo vấn đề đó, là tại vì khi mà em chụp ảnh nha, em chụp ảnh em có smile mà em có những cái khuyết điểm gì, thì cái nhà quảng cáo đó người ta phải đẩy bớt cái khuyết điểm đi cho em không phải lo cái việc đó. Cái quan trọng là em phải tải được cái thần thái của em một cách tự nhiên nhất và một cách gần gũi nhất để cho cái nhà quảng cáo đạt được cái mong muốn của họ. Da đen trở thành da sáng vẫn được mà, đúng không? Nhăn người ta xóa được mà. Tại sao em phải lo những cái chuyện đó? Cái chuyện của em bây giờ là tại vì sao? Em không phải là cá nhân. Ví dụ cá nhân của tụi em chụp xong cái bức ảnh, anh thấy nhăn rồi chỉnh, rồi sửa, phải làm này làm kia, đủ thứ app hết cho nó phải đẹp hoàn hảo. Nhưng mà cái nhà quảng cáo á, khi người ta đã chụp hình em, người ta cần em thể hiện đúng theo cái tinh thần của họ. Em cứ thể hiện, còn cái việc cả hơi có nếp nhăn chút, chỉnh, họ chỉnh được cho em không phải lo cái điều đó. Nhưng mà cái quan trọng đây là em không chuyển tải được cái câu chuyện và cái thần thái của họ mong muốn là em rớt, đúng không? Để chúng ta đi casting, chúng ta chiến thắng một nhãn hàng, dĩ nhiên trước khi mà đi casting một nhãn hàng quảng cáo thì họ sẽ cho em biết rằng em sẽ đi casting nhãn hàng gì nhá. Và cái điều quan trọng đây là tất cả các em, mình phải đứng trước gương để mình tập, để mình biết được cái angle của cái mặt của mình nó ở góc điểm nào. Thí dụ ở một người thì có người thì nhìn trực diện đẹp, có người thì nhìn nghiêng đẹp, có người hơi ngước lên đẹp, có người hơi nhìn xuống đẹp, góc bên này đẹp, góc bên kia không đẹp. Thì em phải biết được cái điểm mạnh của em là bằng cách là em phải nhìn vô cái kính mỗi ngày và em phải tập
để em nhìn thấy là cái nào của em đẹp nhất. Khi đi casting thì mình đầu tiên phải ấn tượng cái nhà casting bằng cái gì đẹp nhất của mình có thể. Thí dụ mình có cái dáng cao thì mình phải ăn mặc như thế nào để mình tôn vinh cái dáng mình lên, đúng không? Thí dụ mình bị to con thì mình phải ăn mặc như thế nào trông cho nó gọn lại để khi đi casting người ta có ấn tượng tốt. Và cái nữa, đi casting thì luôn luôn mình phải cho người ta thấy những cái gì tốt nhất của mình. Ví dụ người ta đưa cái ống kính vô, mình biết cái gương mặt mình đẹp ở chỗ này thì mình sẽ nghiêng qua chỗ này nhiều hơn để cho người ta cast cái đó. Còn việc mà người ta đã chọn mình, thí dụ casting vòng 1 người ta chọn 10 người, casting vòng 2 người ta yêu cầu mình theo chủ đề của họ nhiều hơn, thì lúc đó mình được vô 10 người có nghĩa là mình có cơ hội để mình chiến thắng. Và sau đó thì khi mình có cơ hội chiến thắng vậy, mình vô vòng trong thì mình thể hiện theo cái câu chuyện của họ, để rồi họ sẽ là người quyết định chọn mình hay không. Nhưng mình phải hiểu được chính bản thân mình. Mình phải hiểu được cái dáng đứng của mình, là mình đứng thẳng đẹp, đứng nghiêng đẹp, đứng chéo chân đẹp hay đứng như thế nào đẹp để cho mình hấp dẫn được khách hàng. Có những người thì cái vai rất đẹp, shoulder rất đẹp. Có những người thì phía bên hông rất đẹp, thì mình phải biết nghiêng qua nghiêng lại cái nào đẹp nhất để mình show cho khách hàng người ta thấy, để người ta ấn tượng đối với mình. And the way to know your best feature is to look at the mirror often. To practice your smile, your look, to do a different angle of your face, different angle of your body, see how you look good, practice on with the body at home. So first of all, you feel comfortable with your being at home, with your being in the mirror, then you know your best feature. When you go to do your casting, it's best to show your best self. Casting are actually in the competition. You should always be your best self. Exactly. Because you never know when people are looking. Thì không biết lúc nào là mọi người sẽ nhìn. You don't know, but I observe you a lot. I look at you a lot, see how you are with people, how you're sitting, how you react to what I say. Are you quick enough? Are you listening? You know, are you distracted? I look at this thing, and I'm sure the judge will look at that. Okay. So it's best you practice to know yourself and show your best self to people in casting and in the competition. And the way to do that is to practice at home, to know your angle, how you look good. You sit, you look good. You relax, you look good. You relax, you look good. You relax, you look good. Okay? You have your back pain, you're like, oh, back pain, you look good. Okay? You have back pain? You sit, you look good. You sit, you look good. Okay? Với cái bài học hôm nay á, thì anh hy vọng á, là tụi em sẽ hiểu được là khi mà em làm một cái phim commercial nó khác với là commercial ở mức độ nào. Và khi mà em chụp ảnh cho một cái quảng cáo cũng vậy, anh lưu ý là như thế này: đối với các bạn diễn viên sẽ ưa bị cái tình trạng là đưa cái diễn xuất của mình vô trong cái chụp hình cho fashion nó quá nhiều. Tại vì thật sự fashion á, nó là cái gì? Nó là diễn nhưng mà không diễn. Có nghĩa là đôi khi á, về nam á, trong chụp hình fashion nó có những cái dáng rất là simple, bụi đời, relax. Mình không dùng từ bụi đời, mình dùng từ relax. Thí dụ có những cái dáng rất relax nhưng mà nhìn rất là sang trọng. Có những cái dáng người ta đứng simple mà sang trọng. Thí dụ giống như bây giờ anh đứng bình thường thôi, anh đứng bình thường như vậy thôi. Nhưng mà cái cách đứng của mình làm sao, cái mình phải biết được cái điểm của mình đứng như thế nào cho nó sang trọng. Mình đứng bình thường thôi, chứ anh cũng không có cần phải đứng dày để cho nó sang trọng. Không, không cần phải là phải đứng như vậy, đúng không? Đâu phải lúc nào mình cũng phải đứng như vậy. Tại vì thí dụ những cái bộ đồ mà nó dynamic hơn, thí dụ mình cần phải đứng kiểu gì đó, nó dynamic hơn, nó giòn hơn, nó fashion, nó điên cuồng hơn, thì mình có thể mình đứng những kiểu đó, nó phá cách hơn mình đứng điều đó. Nhưng mà đây là cái cuộc thi là Next Gen của mình, thì mình phải đứng như thế nào rất là simple. Thí dụ mình đứng rất là simple, mình đứng như thế này thôi. Không cần phải quá màu mè, không cần phải quá cầu kỳ. Hoặc là em có thể em nghiêng qua phía bên này, em đứng như thế này. Nhìn đơn giản, nhìn nhưng mà cái ánh mắt nhìn quan trọng.
tất cả khi mà mình phô dáng, mình phải phô dáng làm sao ít nhất 3 giây để cho người ta chụp hình. Và cái mắt của mình đi với cái body của mình, có nghĩa là sao? Không có phải là cái body trước rồi xong rồi cái mắt đi sau, thì khi mà người ta chụp ảnh á, người ta đã chụp cái body rồi, người ta phải chụp cái mặt em lại nữa thì nó rất là khó. Luôn luôn khi mà chụp hình, chụp một cái là dáng với lại mặt phải đi chung. Tại vì cái người thợ chụp hình đó là người ta không có thời gian, mà người ta là gọi là chụp cái dáng em trước rồi ghép cái mặt em vô sau, hoặc là chờ cái dáng em đi trước rồi khi nào em connect cái mặt xong đầy đủ rồi mới chụp hình được cái tấm hình à. Có nghĩa là người ta bấm tạch 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 liên tục, thì khi mà em tạo dáng thì em phải nhìn từ nhiều góc cạnh. Ví dụ từ bên đây, ví dụ em đứng đây, ví dụ anh nói là đây là một cái dáng đứng của em nhìn từ đây, em nhìn qua đây, em nhìn qua đây, em nhìn qua đây, em có thể em ngước lên chút, em quay qua đây, em ngước lên bên này. Có nghĩa là một dáng này em phải tách ra đầy đầy. Ví dụ như là em không thể nào em quay vậy sao người ta thấy mặt em được, đúng không? Khi mà em quay thì em phải quay từ góc 30 độ, 45 độ qua bên đây, qua bên đây. Xong sau đó nhấc cái mặt lên, tại vì em biết cái chỗ này cái xương hàm của em đẹp, em nhấc lên tí xíu em nhìn có vẻ hơi bụi đời hơn chút. Nhìn bên đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây. Mỗi cái là 3 giây xong em đổi cái dáng khác. Em đổi dáng bắt đầu em quay qua đây. Em biết là cái thế mạnh của em khi mà em quay qua bên đây chứ gì. Em đứng như vậy ha, người ta sẽ chụp cái lưng, cái vai của em đẹp thì em biết thế mạnh gì. Em quay bên đây nó sẽ ra một cái look khác. Quay qua bên đây là look khác. Em nhìn qua bên đây ra look khác. Em chuyển cái mặt qua bên đây thì khi đó em biết là chuyển cái tay em qua bên đây cái look khác. Chuyển cái tay qua bên đây look khác xong, sau đó em nhìn qua bên đây, nhìn cái đồng hồ. Em có nhiều dáng, tại vì channel mình của mình ha, là mình có thể làm mặc đồ suit, mình cài nút quay quanh đây. Xong sau đó mình nhìn qua cái đồng hồ. Những cái cử động của anh Hải rất là chắc chắn. Không có dứt khoát. Khi mình làm là dứt khoát. Unnecessarily movement or moving around in your body is not sure, you have to show what you do. But as a gentleman, you have that. Khi mà bạn muốn làm gentleman thì bạn phải có cái self confidence ở trong người. Phô dáng mình không được để bất cứ một cái động tác thừa nào. Khi mà phô dáng bỏ tay lên đây và để đây, ví dụ mình cởi áo, mình phô dáng qua bên đây, mình để dứt khoát, để tay lên đây dứt khoát, để tay lên đây dứt khoát, để đây dứt khoát. Tất cả những cái gì em xoay là dứt khoát hết. Không có phải là cái này là không được. Khi mà em làm chủ camera trước mặt em, đó, tất cả những cái dáng của em xoay chuyển nó đều phải có mục đích của em. Và nhớ những dáng xoay chuyển làm sao là body đi với mắt, để cho cái người chụp hình đó, người ta không có phí cái frame của người ta bấm. Biết được cái lúc đấy là sự lực lượng, so you have to practice. Đúng rồi. Tại vì mỗi so bạn be sure. So all of what he does, he's done it a thousands and thousands of times, so he knows. But if you don't have an experience, you're moving around, you're not sure about this, or do they catch me, where's the camera, so it's so much thinking in your head. So you constantly try to please people, but when you know your mission, you know your camera, you know what you look good, easy. Yeah. But you need to practice. Even in action posing, thí dụ action posing, anh nói là như thế nào? Thí dụ một cái bây giờ đây là một cái sản phẩm, mình nói là đây là một cái sản phẩm mà người ta sẽ làm như thế nào cho người ta thấy là cái sản phẩm nó tốt. Thí dụ bây giờ anh nói là đây là một cái sản phẩm mắt kiến, mà anh muốn chọn cái mắt kiến nó ra, anh đang hành động một cái gì đó, anh quăng cái mắt kiến nó ra thì cái mắt kiến này nó sẽ nằm ở đây, đúng không? Thì cái dáng em, thí dụ bây giờ em đang đi, em cái posing này là một cái posing trẻ, nhưng mà gentleman một người mặc đồ suit đi làm, nhưng mà vì người ta muốn chụp cái mắt kiến người ta chụp và người ta phải action thì em action thế nào? Thí dụ bây giờ camera ở đây em action, đây là một cái action của em ha, chụp, nhưng mà em phải đá lên là cái mắt em engage vô cái mắt kiến của em chứ không phải là cái mắt em dày, đúng không? Khi sản phẩm đây là một cái sunglass của em quăng thì em quăng,
Đó, thì em phải đá lên trong cái action. Thí dụ em cần nhảy lên cũng được. Em phải thí dụ em mình nhảy lên ha. Em nhảy lên, em đá ra nhưng mà cái mắt em ở ngay chỗ đó. Chứ không thể nào mà em quăng cái sản phẩm tay, mắt em vậy nè, là có nghĩa là giống như em đang chụp té, chứ không phải là em đang chụp một cái sản phẩm. Thí dụ dọn như vậy. Còn thí dụ giống như là bây giờ nói là một cái sản phẩm gì đó là em đang nhảy lên, nhưng mà em nhảy lên thì em phải ắc như thế nào. Thí dụ em nhảy lên em ắc, nhưng mà cái chân của em phải có cái chân, có cái dáng của em phải đứng như thế nào. Thí dụ em phải có một cái dáng đứng, chứ không thể nào mà mình rồi xong rồi mình cái kiểu đó là không được. Thí dụ mình đá, thí dụ mình muốn đá chân lên như thế này cũng được, nhưng đá chân trong action, đá chân trong action, nhìn một cái gì cái lúc nào đó. Thí dụ như em đang là một cái lúc em chụp một cái gì đó, đó khi mà em quay qua là em quay qua em chụp gì, hoặc là em đá lên như thế nào, em nhìn qua bên đây, nhìn qua bên kia, thì tất cả những cái action đó nó phải catch cái ống kính, chứ không thể nào OK.